xanh ngọn nước mà có mùa, về cả sông lúa sâu người ta xin như trường bầu bánh tổ cao dày.
tổ như cây có cành. Tuy không được trường sinh mà vĩnh kế, cũng mở đường thế mà mai soi mà trăm năm một cuộc bề dâu. Thật nhị hiệu nghệ cô.
thiên đức tự thượng phụ phật bảo linh kim tần thanh công đặc văn tuyển tài tố tấn sinh văn chủ lê ngọc tuấn bản mệnh sinh ngư mộc ngọ thiên thành. Kim Lão Trà Thô Hương Đạo Tâm Sú Phi Đức Quảng Hôn Kinh Nhạc Trần Thông Thính Sở Cáo Giả Phòng Kỳ Thiên 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 Thân Giá Thất Tại Trùng Trùng Kim Hữu Quang Đa Tài Mã Cung Đối Đàn Tiền Phó Lô Họ Hóa Vui Về Văn Chủ Lê Họ Cống Nhất Tâm Cơ Khẩn Đạo Lỗ Phiền Sư Giả Cốc Tê Trình Hoàng Hồ Yêu Ma Chu Trạm Nhiệt Tình Văn Khổn Trạng Nghệ Thiên Đề Nam Mô Hương Vân Cái Bồ Tát Ma Tát Nam Mô Hương Cúng Dường Thái Tát Hồi
số tiên văn con thỉnh mời thành mẫu đệ tam số tiên xích nâng nóng đường ngự nền hòa thoại cung dưới chân đức phật khởi sự thiên thượng đệ tử kiên thành hiện đại kim mô phong khoảnh khắc nhân luân thức biên ban thập phương thích nhận ra dung nghịch đàn nhiều tai chương năm mô hương ứng cung sang bồ tát thành ra hồi cùng hải lương hoàng tiên vương cô đệ nhất tức mặc trần vương là đất trầm trầm anh xoan thành ra hồi cùng tên gọi đại hoàng đệ nhị vương cô tên gọi đại hoàng thông minh trí tuệ mọi tài mọi quan thank you.
khai cung dung nhan thấp cờ hiệu khai cung dung đàn xuyên ca tích đăng cung giảng kim cung hoàng đất cận thanh chúa tiên trùng vương văn sương dâng lên thượng lại văn sương dâng lên vương cô tô đội xem biết dành dành gì cho nhị tử chưa dư sinh cậu bé quất khôn ngoan vừa sai cậu chân đi ở ngoài
biển đông. Thành ra hồi cùng tam vị chú mường sông văn, tam vị chú mường thiên đế tình mời chúa đệ nhất tây thiên ngược về. Tây thiên tam đạo địa linh. Thành ra hồi cùng người đồ sông văn tên chúa nguyện thổ bắc sang yên thế.
hiện tượng giàu sang đời đem cho họ lên đời đời giàu sang. Giật giật hai hoa đôi đôi bao xa xưa thu chẳng chẳng hòa thước đồng đồng loan ra vì đây a thương đồng đồng từng nga sách về đời. Thank you.
xanh xanh tươi rừng già. Vào ban đêm cánh nhân ba giờ thì hoàng gia người mỹ nữ thần tiên non dâu áo trắng hài cường bề.
lành nhiều hơn xưa. Phút biến tên về nơi hoàn thành, sai cô đôi hầu thị nữ dâng hoa.
trong thành sông một thuyền ngang tàu thì thủy thủ vương quan các bà thi đền tại thủ xiêm na là chốn xiêm na thiên đình chốn lò xiêm na tàu thì thủ đức vua xa độc thình vô song là chú thủy cung thường lai văn sơn dâng lên quan vì tổng tôi chém biết dành dành gì trong nhị tử trương sinh cửa nhà phương quy khang linh thọ trường vì cho tự mạnh đôi đường thank you.
rước quan lớn để tam về cho tới lành ra nước dễ đôi tiếng
ăn tiệc rồi về đền đây xa ngựa đồng cân đai y mũ thủy tâu bắt năm ba cô đồng tử theo hầu vào tâu vương phục giả chầu đức mong vương. Sông sông bè sau thuyền trước lối dòng lênh đênh thì cúc một khi
tập bành thơ ngâm phu đọc mà đẩy đàn tranh trời đời. Tan tiệc rồi về đây giá ngự ngừa tòng cân đai y mũ quỷ tâu bắt năm ba đồng từ theo hầu vào tâu vương tục ra sầu đức mẫu thường thanh ra hồi cùng thiệp bàn hoan bởi quan đệ tứ vốn con sở cao ngược bà tiên cùng Thank you.
quan thông chi pháp Phật chuyên vàng. Thank you.